những buổi lễ như thế này đang diễn ra trên 1/3 thế giới. Tháng nhịn ăn Ramadan bắt đầu từ tuần đầu tháng 5, kéo dài tới hết tuần đầu tháng 6 dương lịch. Người Hồi giáo không ăn uống gì trong suốt 15 giờ liên tục của mỗi ngày trong tháng lễ, từ bình minh cho tới sau hoàng hôn. Ban ngày, tín đồ Hồi giáo cầu nguyện đọc kinh Koran. Tôi hy vọng trong tương lai, đất nước Indonesia sẽ tươi đẹp hơn. Việc nhịn ăn không áp dụng đối với trẻ em, người già, người ốm yếu, phụ nữ đang mang thai, y tá hay người hành hương. Để chuẩn bị cho một ngày dài, người Hồi giáo ăn một bữa trước khi mặt trời mọc, gọi là suhor. Một suhor thường có bánh mì, rau, hoa quả, sữa chua lên men, trà, đậu lăng và đỗ. Vào lúc mặt trời lặn, đánh dấu kết thúc thời gian ban ngày, các gia đình và bạn bè tụ tập ăn bữa tối iftar. Tại Bangladesh, người dân Dhaka xuống phố mua những thực phẩm cần thiết để chuẩn bị cho bữa ăn iftar. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng lễ Ramadan và bữa tối xả chay iftar sẽ bắt đầu từ hôm nay cho tới ngày thứ 30 của tháng lễ. Tín đồ Hồi giáo thường kết thúc ăn chay như cách nhà tiên tri Muhammad đã thực hiện cách đây 1.400 năm, là ăn một ít trà là và uống nước sau khi tiến hành cầu nguyện vào thời điểm mặt trời lặn.